À bây giờ nó đúng á, là khi mà mình bóp cho nó vừa hơi tròn tròn tròn. Cái này hơi thứ hai, cái vụ tròn tròn. Đó, vừa tròn tròn cái đầu cái tay mình nè, lắc 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 là tròn, thấy không? Quất vô, đổ cái chén vô tô luôn. Gấp chỉ thôi, mình để nước lại. Chỉ có hồng lục hồng ăn béo không, không béo. Không có ngán không. Cái này được rồi. Cái này được, cũng 5 số viên. 7 rồi. 7 hả? Trời ơi. 7 hả? Tao 4 rồi đó. Cái nồng chè ý của mình dần xong rồi nè. Tôi mới nói thằng Châu nó đừng nói hồ mà lo mất lương thì có làm nhân châu. Và có bắt một ít đậu xanh. Đậu xanh này mình đã tắp vỏ rồi. Rằng mình bữa nay nấu chè sôi nước cúng gầm. Mưa nó mưa nãy giờ. Cái này mình nấu như gì á là mình không có chắc nước nha. Đây nè, nó cũng đó, nó cũng hơi ngửa lóng tay chút xíu rồi. Rồi mình nấu nó vừa luôn. Hồi nãy nhiêu chưa ba? 350g ha. Ký nếp. Ê, nãy nó sôi không biết làm gì cho tính nhắc xuống. Ai ngờ sôi cái mình thổi cái một là đã mắc xác liền. Cho bài học nhớ đời. Vậy là nấu 5 gram hoài tới hết nước luôn chứ gì? Không có để cạn rồi cái là để con bếp ga cho nó niêm. Bởi vậy biết thì bắt nước đường lên là nấu chè liền nè. Đậu gần chín á thì mình sẽ niêm. À, đường. Niêm miếng muối. Miếng đường miếng muối thôi. Cũng không còn nhiều. Cho nhân nó ngọt ngọt nó ngon. Được vậy rồi. Chè sôi nước. Tính nấu ai chè thân. Đã được ăn chè thân chè. Chưa. Chè cúng được không? Được. Chè mà. Thôi lỡ rồi nấu chè cho nước cúng rồi. Có bà chè đó không? Có. Dạ. Chưa ăn chọc chích. Muối á. Thì ngay sau này mình khi ăn cái nhân của nó thì nó sẽ mặn ngọt ngọt. Nó dễ ăn hơn chứ nếu mà đậu á. Để lạt nhách ăn không nổi. Rồi đầu tiếp tục đậy nắp lại nữa. Đây dừa này á thì mình mua ở đây không nha. Dừa mua ở đây không chứ không có đi chợ. Bữa nay không ai đi chợ đi. Mưa sáng giờ luôn á. Tới giờ vẫn còn mưa nữa nè. Nó mưa làm ngâm ngâm nãy giờ. Nè cái gáo dừa ngon ghê không. Mốc dừa này toàn dừa mới cho nên không có trái nào có mọng chứ. Rồi còn cứng. Không có trái nào có mọng chứ. Ủa có mọng dừa lâu rồi cũng không có ai được ăn mọng dừa. Nếu mà dừa nhỏ vậy là dày cơm. Có lá dứa rồi. Ông Sơn hết rồi. Đậu mình đã nấu rồi đây nè. Cái đậu này á mình nấu cho nó hơi 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 như này, gọi là hơi hơi nhão chút xíu. Đặng khi một mình để dừa vô nữa thì nó sẽ dừa. Chứ cái này nếu mà mình nấu dừa ăn là buông ra khô lắm. Nó khô lắm luôn. Nè banh ra nè, gạt gió chút xíu nè sẽ thấy liền à. Thấy liền. Nó nhão không à. Này không nhão đâu. Không. Ôi nấu hoài tao biết đậu. Kinh nghiệm. Khỏi sao. Sôi dữ luôn rồi. Sôi dữ rồi. Mà ít đường. Vừa xét. Rồi mình sẽ cho vô trong cái nhân luôn. Ừ. Ít nhân ông ta. Mình cho cái xác dừa vô. Xác dừa vô. Rồi mình trộn lên. Nấu cúng mà cho không bắt. Ừ, nấu cúng mà bưng bóp cái chè ra chứ cúng cái không có đũa, không có muỗng. Cúng còn đã cái muỗng. Quên luôn, có con. Nó khô lại đó. Miếng nữa đi. Thì đó, còn một khao đó mày nghĩ đi. Thì đó đó. Mà cái xác dừa này ăn nữa ăn chè nó ngon nè. Ừ. Đã hết. Nhu
chung nhiều cách nấu mà mỗi người có một cách không nấu có cách này từ hồi nào tới giờ cách luôn nè từ xưa giờ đó ừ. Còn nếu mà dắt nước cốt dừa nấu như bữa hổm đó nha mà Long là cái đó là gói bánh tét cho bánh tét ừ, đúng rồi cái nhưng bánh tét là người ta nấu nước cốt dừa vô cái này là mình trước tiên là mình phải nấu đậu nấu đậu xong cái đầu mình cho sát dừa vô này à, biết có gì không một ống quanh đi hai ống quanh đi ừ, đúng rồi ừ, đúng rồi thơm. Thôi ở đây mà đâu có bằng ở đây mỗi cái gì á cho nên ở đây nấu đơn giản nấu mỗi lần là phải đi tới Đầm Dơi 7-8 cây số mới có đồ không có rồi Long ơi tao cái thủ luôn rồi hè bổ của lội luôn á ngon rồi ngon không khô gan nhưng ha ừ thấy không ừ. Nãy có niêm lại gì rồi phải không nào nào dưỡng ốc thử miếng bóc thử dưỡng muối ừ em đi cái lò đây tôi đi gan nó chưa ba có ăn thử lại chơi chưa không thêm nữa là vừa ăn rồi tại vì cái dừa ổ đậu mình trộn dừa vô là lúc nào nó cũng ngon chè ừ. Mà cái này nó hơi cứng cứng nó chưa có ngọt hay á ừ rồi thêm tư đem miếng này cái mấy kiến đây chưa ngọt phải không không ngon được rồi mình hơi lạc muối nè nãy mình ăn còn húp nước mà nãy mình đi lên trên bát mười vậy đó nhưng mà không có lá dứa nước hơi nhiều không ta hả nước hơi nhiều không chắc không đâu trời mưa nó đi có nước xài bỏ trong rồi tới bây giờ giấc này tạnh mưa rồi chị ba với chị tư đang rồi nhưng ụt lắc dữ nha lắc nó tròn lắc nó hơi tròn chứng nhỏ chứng bự không đều tôi nói không đúng sao mà là cừ à bây giờ nó đúng á là khi mà mình bóp cho nó vừa hơi tròn 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 cái này hơi thư gái cái vụ tròn tròn đó vừa tròn tròn cái đầu cái tay mình lắc 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 là tròn thấy không cái viên đó là thấy bự nha à, hồi nãy là viên nhỏ nhỏ nữa chị tôi là viên dừa này là dừa viên đầu là dừa đó tại vì nó cũng đâu đều được đâu ở đây thì mình dùng bột làm sẵn bột này bột gì ta bột nếp hả bột nếp bột nếp ừ. Đây có để là nấu chè được nè nấu bánh ít được nè hai cái này là 1 ký luôn á nấu 1 ký đang chia ra cho bà con vòng vòng này ra cúng cái mà. Này làm bó tay sao được ừ. Bó tay nhau được này trộn tay mới được dò 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 cái này nè, cái này bắt buộc phải trộn tay chứ để bó tay vô sao trộn cái này lên. Dính vào tay là hết dính vào tay hết luôn thêm tư mình mới cái này ra mình trộn á mình sẽ để lai gai nước vô thôi chứ là gì đi đặng lấy cái màu kia trộn để trộn cái này vừa rồi cái để trộn nước kia vô nữa nó hay á cái thau đó đó hai thau bự thau bự mẹ đi cái thau nước đó luôn được không thêm tư dục phải đi nhỏ nhỏ đây đó cái hào trên bếp đó đó để ngồi thêm cái này vừa rồi ba cái nước màu đó mẹ bự đi chị ba chứ không có thau mình cứ để lai gai để vô cái đầu mình trộn lên đều cái xong cái đầu mình để nước nữa chứ đổ cái nhiều quá nói nghe nè nước da này cũng tí muối nè nha ừ thêm miếng muối cho mặn mặn chút xíu đầu mình cho thêm muối muối quậy vô nước khi mà mình khi mà mình dắt nhân á mình mới mang bao tay chứ cái này mang bao tay là không bao giờ mà mình trộn được chứ bắt đầu bột nó đã quến là hết rồi tôi tính nó cái đó là làm lấy nhân đó đây nó nghe nè than hả ở đây dò nhân rồi đi lấy chảo này gan hợp lệ hơn á ừ ý thì sao ý trắng nhiều hay là màu nhiều đỏ phần nhiều nửa. Đi phân nửa 50-50 đi nửa đi chị ba ừ 50 đi ờ rồi đó chị ba nữa nước lạnh miếng nữa đi đỏ nhiều hơn chút cũng không sao ừ đó rồi. Cho miếng nước để đằng nhồi coi cho quậy miếng nước muối trong đây có quậy quậy miếng nước muối cũ dền mình đã đem đây rồi để bên này mình sẵn cho miếng muối chút xíu á thì cái cái da ngoài á nó sẽ hơi mặn mặn đó mình ăn vô miếng nước cho nước á nó sẽ ngọt ngọt ừ. Đây nè bên này cũng có chén muối muối ít muối nữa mình dẫn cho gì thôi cho nước vô bắt đầu mình nhồi xong cái bắt đầu mình thấy hiếu mình cho nước thêm cái gì vậy sao nó chị vô vậy ba bốn người thì có ba cà vào cắm luôn chắc cắm cái xào á
mua bánh hả chị ba? Mua bánh nguyên cây. Hai cây đó 300, mấy cây bự 200, cây nhỏ 100. Mệt lắm thôi. Ngủ rồi. Tại vì khi đợt đó má tôi với má bà nhỏ qua với trời mua bột ha, mua bột thêm. Thôi rồi xé đi, xé phần nửa đi. Rồi từ từ. Nó cứ chảy hoài à. Nó không có kết mà. Nè, như vậy là nè, đây kết nè. Nãy giờ mình đi cắm cây tiếp anh Ba Hùng á, thì chị Ba nó nhồi cái màu này nó lên màu hồng nha. Nãy giờ mình đi cắm cây tiếp ở đằng này. Bây giờ mình quay mình sẽ cái nồi này là nồi nồi nước đặng hồi mình cho chè xong mình để vô đó nha. Muối muối bột bình thường à, để đường đường cắt lại đi rồi nhiều không cái mình đem hồi vừa ăn mình rồi. Để thêm vậy đó. Rồi được rồi à. Em đâu? Em đây. Em đi. Nước hủ đường đó không? Nhẹ mà. Nè. Mà trời cả nhà thấy không? Mưa rồi. Mưa hơi lớn nha. Đây, còn con gì hay gì nữa là hết rồi của mình. Cái nhà cũng nhiều nha. Cả trăm mà. 2, 4, 6, 7. Hào hào rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, cầm viên, đợi cầm viên không mít. Bà đang thử cái nước ngọt của chè á. Đây, viên này là viên thí nghiệm. Đó. Thôi, bỏ vào tay đi, không được đâu chị ơi. Mình rửa tay đi. Thấy biết không? Đây nè, cả nhà. Đó, bao tay bắt đầu nó chín hả? Không được đâu. Rửa tay trước khi giò. Nè nè, nước mưa nè, nè nước mưa nè. Ủa? Mình hai rửa tay rồi mình chùi vô cái đít cái rồi mình vô mình giò chè. Hả? Không, cái nào đúng là đúng, nhưng mà cái này mà là mình phải giò tay mới được. Đó, giò trắng luôn. Okay. Giò trắng luôn đi. Rồi lấy thấy anh ba, lấy hai ba cái ghế ra giùm cho ta ngồi được ta. Đó thấy không? Giò tay nó sẽ không có dính. Còn cái viên kẹ bóng này. Đi gan như viên ngọc nha. Được không? Ồ, khi mà mình để vô á thì cái màu nó lên xanh hơn nè. Thấy ba viên nè, có cái viên cũ với hai viên mới. Da cho mỏng. Dừng vô chính giữa rồi mình ngắt cái phần dư chút xíu đầu mình dò thấy chịu nghe không thôi mình dò cái da lên bóng nha thấy không cụm cái màu này lên đẹp vừa luôn. Chị ba Hùng thì dò chè trắng. Quá mưa rồi cả nhà, ngoài trời đang mưa lớn rồi. Làm hai màu hả? Highlight. Chè này là chè highlight. Không mà hai màu này vô hợp rồi nha. Màu trắng với màu màu này kiểu màu hồng. Chứ nó không được đỏ nhưng mà vô đây thì bắt đầu nó gặp màu đỏ nè. Con thấy không? Nói chị nè, để chè vô lại hải không? Gàn đầu phòng nặng một hồi mình nhét vô viên chè ý á. Viên chè ý người ta kêu vậy thôi chứ thật ra là nó cái da không phải không? Chỉ có cái da không anh, nhưng mà không biết sao mà ông bà ngày xưa là viên chè ý. Người này không biết sao đi bán nữa nè.
trời. Không, nó ngã lại cái màu hồng. Hồng. Nhìn này nó ngã màu lía lịa cho nghe. Thì là cái hơi sẫm đó là có thấy nó là chín á. Cái này chín nè. Rồi rồi. Chín rồi. Cái đó nó chín đó. Còn cái mà nó hơi đỏ đỏ là nó mình mới để vô là chín là đỏ. Như viên này nó mới để nè. Nó hồng hồng. Còn cái này là cái màu xanh kia nó đẹp quá ha. Cái màu xanh đó là tới liền luôn. Đậu phộng thơm ngắt ngay chứ nè. Chín rồi bắt đầu mình vớt ra phải không? Mình sẽ lựa viên chè nào chín. Mình vớt ra chín. Mình vớt ra để làm gì đó. Sao mình không để được trong đây? Sao kỳ vậy? Tại tao nói đó. Cử nghe. Cử thì nó cử. Có gì đâu. Vậy là mình phải canh khi nào mấy cái viên chín á mình sẽ đem lên chín nè. Thì ba không đang lựa những viên chín á đem ra nè. Chị ở đây nè, bé hai chị ba này, cho nên phân biệt giữa chị ba Hùng. Viên gián đó chị ba. Đó mấy cái viên mà màu đó là chín. Còn màu trắng mình nhìn là nó sẽ đục hơn phải không? Nè nè, hai viên bên đây nè. Ừ, hai viên cặp mé luôn. Nhìn. Còn khi màu trắng thì nó sẽ đục hơn cái màu cái màu mà mình mới đã vô này nó sẽ trong hơn. Lắc. Rồi miếng nước vô. Cái màu vắt này là nó cái màu nó đậm, cái màu nó lợt. Cái lợt mà nó chưa chín á. Cái lợt nó chưa chín. Mình vẫn tiếp tục để cho chè nó chín, mình vớt ra lần hai. Cái đầu mình mới về dò chè ỉ, còn hai cục bột nè. Nhiều đây cho chè ỉ nhiều lắm á. Còn mấy cái mấy cục nhân đó. Thì bây giờ mấy chị đang ngồi ăn lay gai. Bây giờ nằm gì đấy. Bây giờ mình sẽ làm chè ỉ, hả, cái viên cái chừng ngón tay út của mình thôi. À, đẹp không? Thấy vậy chứ mấy cái đó đó ngon. Để mình để cái hộp cái đậu phộng vô. Gì đâu ạ? Cái tay chắc này. Bột không? Bột không. Cái chè ỉ này mà một hồi múc cho chén nghe đầu vớt mấy cái chè ỉ này không nè, ăn ngon lắm. Muốn ngon hơn chè cho nước mình. Ngon hơn. Ngon hơn chè. Ngon hơn. Đó không có ế. Cái này mình lạc lạc lại không? Nè. Cái này nó đỡ mặt lắm rồi. Ừ. Ấy đều hết lại coi, ấy đều hết đi. Mình vớt ra. Ừ ừ vậy đó. Máy mà không kêu lại lên nữa kìa. Khoảng 3 là máy là đi rồi. Ai sau một buổi trời thì lò chè của mình gần xong rồi. Giờ mình đảo một cái đang cho nó đều lên. Còn hai viên nữa. Ăn chè kia ngán á, quất lên chén chè này ngon. Chè ỉ. Sao kêu tên là chè ỉ thôi? Em mà đăng ký ăn chè này đó. Cái này là như ăn bột thôi chứ có lộn. Ăn chè kia nữa hả? Chị chè kia mình cúng. Xong rồi hoàn thành nè. Mà nhẵn còn mưa luôn, nãy giờ là mưa hỏng dứt hột mưa luôn á. Cái này người ta đi bán đầu tư rồi. Ở đây có cái sàn nước, cái đường đi xuống cầu á. Thì mình làm nhà mưa á, mình nước nước lại đang mình rửa ba cái đồ này luôn. Làm biến sắt xuống ghe. Mình sẽ cho mấy viên chè bự vô luôn. Có chè à? Cái gì? Thôi lỡ. Để vô cái đó nấu luôn. Đâu được đâu nó gã. Nhưng mà để mình sẽ cho hai loại chè vô chung. Ủa đâu đũa rồi. Đây đây đây. Đổ nhẹ lại thôi đừng. Cái chén này
giá kìa, mà làm ngược thì chiều á, làm ngược chiều. Ừ, chiều. Đó, nó ra rồi chưa ha? Ai chỉ vậy? Ai chỉ vậy? Không có chị Năm, không mắng măng gì được chứ. À, nhìn hấp dẫn nha. Không nấu chè mà nấu chè màu trắng không á. Nhìn nó không có bắt mắt. Có màu màu vô nhìn. Có cái cảm giác là nó sẽ ngon hơn, ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. À, sắc thêm một ít gừng đặng mình bỏ vô nồi chè cho nước á. Nó sẽ thơm hơn. À, ăn nó cũng ấm bụng hơn cái nước á. Gừng này già. Gừng càng già thì sẽ càng cay. Đây nè, chén gừng của mình đâm rồi nè. Mưa quá trời mưa, không có làm gì được, không có đi để gừng bẻ đi hái gì được hết. Giờ mình sẽ hấp vô hết. Thầy chè cho nước á, mặt số bột có gừng vô nó mới giống cái vị chè ngày xưa. Không có gừng vô ăn lãng lạc. Thơm. Ừ, thơm lắm. Ít gừng á. Ít nè, hay ít nè. Trời mưa quá. Trời mưa không có đi mua được. Còn được. Kệ có vị cũng được rồi. Còn được cũ. Mưa bữa nay ông đầu tư không lên bán luôn. Tại giờ á, chè chín từ chiều giờ nhưng mà mình đợi cho trời bớt mưa mình mới cúng được. Cái mình múc đặng mình cúng mà trời còn mưa quá không biết sao đây. Mưa chịu giờ luôn á. Không tạnh nổi. Cái viên chè vô đây nó bị phai màu hơi bị nhiều ha. Nhưng mà nhìn biết được. Rồi mà trời mưa lớn nữa. Mình cho thêm một cái đậu phộng. Nước cốt luôn. Ừ, để vô. Một ít nước cốt. Thì Tư cũng đang múc người xuống dưới cúng nữa nè. Mà chưa ai cúng được. Người múc tô cúng xong bắt đầu mình mới ăn được. Cái tô này của chị Ba, tô này của chị Tư, còn của mình đây nè. Hai chén trong thì ở dưới một thầy, một chén này là cho bà cụ. Mưa rồi không đi kêu được, cho nên giờ mình múc mình đem qua cho Vũ. Truyền xuống cho vợ mình xuống dưới cúng. Quá mưa không, cả nhà thấy nè, mưa nè. Rồi, cái này hết thấy gì chưa nè. Rồi Dương Bài, hàng còn nhiều không ai nào. Và cái nhà hàng chè nha. Đủ hào. Dương Ba làm thấy ghê hả? Xôm chứ à. Nè, Dương Ba đâu chứ nè. Muỗng đó ba, muỗng đi. Trời ơi, ăn chè mà muỗng chị. Còn trong nồi nhóc nha mọi người ơi. Rồi đây, chè đây quá thơm. Có hai chén thôi. Thơm. Có nước cốt. Rồi chén của anh ba đâu? Chắc cả 8 viên được Hùng ơi. 8 viên được hả? Cái này xuống hả? Còn nhóc luôn kìa. Xuống cơm rồi. Chè này tôi 1 năm đúng ăn không biết thèm luôn. Quen thú vị, quen. Tôi chè. Nè, ăn viên đây nè, đốt anh ăn thử nè. Thử viên chỉ đi. Thôi. Rồi vô chị Ba ơi. Vô. Chị Ba lấy chén lên chị Ba. Rồi Ba xuống hẹp đâu rồi. Nó không lên. Nó có lên trên lên kẹo rồi. Lá mắm đậy mũi luôn nó xuống. Bả hồn ở dưới chung vô. Cái gì? Lá mắm mũi ra. Đây mới gọi hay vậy. Chứ là nó không có bị lẻo, nấu cái viên chè này không có ngon. Chè này nó dẻo, nó dai. Nó dẻo. Nó lẹn lẹn đó, nó lẹn rồi đó. Ba. Ba hả? Đến 4 phút thứ làm gì không? Làm gì không? Tiểu hết. Ngồi nhà ai lạ không có cỡ. Rồi giờ ông Minh ăn cho bà ăn chén. Cho ăn chén. Tại bà vô mụn không biết sao. Minh đại đây. Để ăn chén. Nắng ba không? Thêm ba. Tháng ăn cũng được vậy. Bà ăn tóc nữa đi, cái dựng ra dựng ngồi. Viên nữa. Bắt khổ vậy nè. Rồi lấy giá viên nữa đi.
Hay gì Hoàng hay thèm. Hoàng mày hơi hả? Nãy kêu bút mê. Sao? Không, nói người ta có không ăn nữa. Mày gì bữa nay ngon, bữa nay chưa ăn. Nay vợ nóng mà. Nó chứ bà chiều bà hồi sáng bà đi chợ với bà sáng nào bà mua chè bà cúng rồi. Mua chè cúng hả? Rồi tao bà kêu tao ăn bà nói không. Không. Không có đủ. Không có đủ. Chè này hay gì vậy ba? Nước bảy rồi sáng nay sáng á. Nó làng nhiều người nấu làng có nhiều. Được phải không anh? Được không ăn được. Được ăn đi. Pha bột. Chảy rồi thấy ăn thấy được nè. Chảy có được không? Nó ăn là không ăn. Mà ăn cũng gắt luôn đó. Mẹ. Bà thua có ông Dương và bà đóng rồi. Ông Dương có ông Dương hết chục mười mấy rồi mà có 7 viên thôi à. 7 viên. Chục là bình thường. Hiểu là ăn cơm rồi mà. Cơm chiều. Dặn cơm bát thôi. Nước Mỹ sao có tô gì chè nè. Nước ngọt. Này có ăn chè không? Quất vô đổ cái chén vô tô luôn. Rất chỉ thôi, để nước lại. Chỉ có hồng lục hồng ăn béo không? Không có ngán không? Cái này được rồi. Cái này đây, cũng 5 6 viên. 7 rồi. 7 ha, trời ơi. Tao 4 rồi đó. Vậy cậu coi ơi. Sao không bình thường. Chiều ăn không chiều ăn cơm cũng hay no. Chiều ăn quá trời cơm ngon. Hay chiều trời mưa bắt đầu ở đây ăn cơm. Tôi no chứ ăn cơm xong rồi đợi cúng bà cậu xong. Bởi vì cơ nghiệp bà chị Trà nói bữa nay có ông già ba phải nấu chè. Nấu chè. Bà đặng nấu bà thì đồ mỡ. Đặng nặng này đi qua bên Kim Lớn bà nói không nó gói rồi mình sẽ 20 ngàn muốn bà đó. Rồi chắc có lẽ mình sẽ kết thúc clip đây luôn. Đó, mọi người yêu quý món này thì đừng quên cho mình like, share và đăng ký kênh nha. Để ủng hộ cho kênh Ghe Hàng Vlog. Rồi bye bye. Chào tạm biệt cả nhà.